đến từ Việt Mỹ ở Caustic. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ thuật ban mút ha. Thì đầu tiên các bạn cần hiểu là ban mút là các bạn dùng cái ngón cái bàn tay các bạn để các bạn chặn âm thanh lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu thử cho các bạn tiếng mà có ban mút với không có ban mút thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi, khi mà không có ban mút thì âm thanh nó sẽ ra như thế này. Rồi, có ban mút thì âm thanh nó sẽ ra như thế này ha. Khi mà tập kỹ thuật này thì mình khuyên các bạn là nên dùng một cái phím ha. Bởi vì cái phím nó sẽ giúp cho các bạn cái âm thanh ra của cái kỹ thuật này nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ là vị trí đặt tay phải nha. Thì âm nó sẽ ra như thế này. Vì vậy nên các bạn đặt ngay cái thanh màu trắng đây nè. Đó, các bạn dùng cái phần thịt này, các bạn đặt lên cái thanh màu trắng. Lưu ý là đánh chỗ này, nó sẽ ra tiếng tẹt và nó bị sai nha. Đó, nó là tẹt như thế này là nó bị sai. Nó là ở vị trí cân bằng giữa tịt âm và có một chút ngân. Ví dụ như thế này. Còn nếu mà nó tẹt âm như thế này luôn á là nó sai. Đó, các bạn tập như thế này nha. Rồi, thì mình giới thiệu sơ qua ha. Thì kỹ thuật này các bạn có thể áp dụng cho những bài chơi trên nhịp 4-4. Có tám phách là 8 nốt móc đơn, 1 và 2 và 3 và 4 và. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì lát nữa thì các bạn sẽ hiểu tại sao nha. Bài hát áp dụng thì các bạn có thể áp dụng cho bài Một đêm say nè, Photograph của Excellent ha. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tập trên bài Một đêm say nha. Rồi bài này thì gồm có 4 hợp âm. Các bạn kẹp capo ngăn 1, son trưởng, mi thứ, đô trưởng và son trưởng. Rồi bây giờ mỗi hợp âm mình sẽ đánh 2 lần ha, tương đương với 16 cái xuống. Mình ví dụ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rồi. Bây giờ nếu mà mình đánh 8 cái xuống như vậy thì nó rất là đều. Bây giờ các bạn nhấn vào 1 4 7 cho mình nha. Thì trước tiên thì các bạn phải đếm trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Khi mà các bạn nhấn 147 mà các bạn vừa đánh vừa đếm, ok rồi thì các bạn hãy mở bài Một đêm say của Thịnh Si lên và đánh theo ha. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Khi em còn trong người thơ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Lại gần mùa đông này, 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Khi con tim không còn chê, 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Bây giờ mình sẽ áp dụng công thức 147 này cho bài Photograph của Excellent ha. Bài này thì các bạn chơi vòng hợp âm như sau: Re thứ, Si thứ, La trưởng và Son trưởng. Capo ngang 2 ha. Các bạn vừa đánh vừa đếm ha. Loving can hurt. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Loving can hurt.
biệt là kỹ thuật ba mood này nó áp dụng rất là nhiều cho nhạc rock ha. Thì nhạc rock thì nó sẽ thường là sử dụng hợp âm 5. Tên tiếng Anh của nó gọi là hợp âm power chord, nó sẽ gồm hai nốt. Mình ví dụ ha, ví dụ như C thì nó sẽ bấm nốt gốc là nốt C và lấy hợp âm bậc 5 là nốt pha thanh. Ví dụ như La trưởng thì nó sẽ lấy nốt La và nốt bậc 5 là Mi. Rồi, bây giờ mình ví dụ bài tìm lại ha. Hợp âm của nó sẽ là C, Son, Re, La. Thì nó sẽ sử dụng hợp âm 5 ha. Rồi, bây giờ mỗi hợp âm mình sẽ đánh xuống 8 cái ha. Mình sẽ mở beat drum của điệu rock lên ở tempo 120. 1, 2, 3, 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.